Hi, welcome back to my channel. Starts here to go. Today I have a CD. Okay. Tommy Vercetti. Shit. I poked my head out of the gutter for one freaking second and fate shovels shit in my face. Go get some sleep. What are you gonna do? I'll drop by your office tomorrow and we can start sorting this mess out. Don't take it personal. Ok, rồi sau đó thì mình sẽ đi thay bộ quần áo nào. Let's go. Oh, xem chàng này khá đẹp. Lấy thôi. Ok, và tiếp tục là Rainbow Friend. Let's go. 15 người trên một chiếc xe buýt.
Và đây thì do anh Trang chủ phòng quyết định. Anh ta có thể quyết định trong vòng 8 người hay là 10 người hay 11, 12 người đều được. Trong tựa game này thì các bạn sẽ vào đầu tiên đó là Chapter 1. Và khi hoàn thành Chapter 1 thì các bạn sẽ chuyển sang Chapter 2. Và tiếp tục đó là Chapter 3. Đầu tiên thì các bạn sẽ gặp Rainbow Friend Blue. Sau đó thì các bạn sẽ gặp Rainbow Friend Green. Và tiếp tục đó là một anh chàng cây. Hình như cũng là Green. Và nhìn anh ta cũng có vẻ là rất là khiếp. Hiện tại đang có 11 người. Và 5 người đã được vào trong. 6 người rồi. 7. Không biết có đủ 11 không? 8. Còn có 10 người thôi. Game starting. 2, 4, 6, 8, 9. Oh, works. Wow, ông ta thay đổi hướng đi. Oh my god. Wow, chiếc xe đã bị đâm đụng. Và bây giờ anh chàng này đã bị bắt. Trong tựa game này các bạn sẽ phải đi tìm những chiếc hộp. Và sau đó thì sẽ đặt vào chỗ vị trí đầu tiên. Khi đặt đủ những chiếc hộp đó thì các bạn sẽ cứu thoát anh chàng này và tiếp tục chuyển sang phần 2 của chắc của tựa game này, Rainbow Friend. Đó, những chiếc hộp đã bị đánh cháo và đi linh tinh. Các bạn sẽ phải đi tìm tất cả những chiếc hộp đó và sẽ đặt vào đây. Good night, ok. Let's go. Mình sẽ để anh chàng đi trước, sau đó thì mình sẽ đi nhặt lại. Tiếp tục tiến sâu vào trong này. Chàng này biết mình vào đây mà còn vẫn vào, tài thật. Oh my god, Rainbow Friend. Một con làng hình như đã bị tiêu diệt. Còn một chiếc nữa thôi. Đã thành công. Ok. Sau đó thì các bạn sẽ sang phần 2 của tựa game này. Phần 2. Các bạn sẽ gặp một Green. Wow. Một cái tay khá là dài. Yeah. Ok. Và bây giờ thì mình sẽ chuyển sang tựa game tiếp theo. My Ticking. Don't run. Thank you.
let's go. Rồi, vào từ kênh tiếp theo, từ kênh thứ tư. Hồ Lan Sơ Tu Ba, cửa tèo ba. Ok. Nhiệm vụ đã hoàn thành và bây giờ thì mình sẽ đi đến điểm L. Không biết để làm gì đây. Trước mắt thì cứ lấy xe đã. Thì sao? Xe này không được thì lấy xe sau vậy. Một chiếc taxi. That is my cab. Damn partner. I am dead. Oh my god. Anh ta định đánh nhau mình. Not easy looking, dude. Well, it's not a combo. What am I gonna do? Hey. Oh, you're dead. I've got an itch. Không vào được. Khi mình thoát xe ra thì lại bị lỗi. Không biết bảo lỗi gì đây. Không thấy gì luôn. Không biết bị làm sao, có thể là bị lỗi gì đó thôi nhá. Rồi ok, và bây giờ thì mình sẽ chuyển sang cái drone. Let's go. Let's go, lên nào. Listen, man, I told you you're late. Try to kill yourself, don't bring me on and kill.
Uncle Patrick. I'm a dickhead. Sure. I'm telling you, Nick. It's a doctor with a ceiling. Và cứ như thế các bạn sẽ tiếp tục nhận nhiệm vụ và làm nhiệm vụ tiếp theo trong thời gian này. Ok, và bây giờ thì mình sẽ chuyển sang thời gian thứ 6. Hotel Chiran. Mà về được luôn đích thì cũng hơi khoai đấy nha. Rồi ok, và bây giờ thì mình sẽ chuyển sang cái thứ 7. Let's go. Ok, let's go. You're just a liability, CJ. Why you bother coming back? Straight back into the game, right, dog? Was it this bad before you left? East Coast got you all thinned out, home. Anh ta có một khẩu súng. Chạy đó, tính sao? Kiếm được khẩu súng là ngon rồi. Đó là một băng đảng khác, khác với băng đảng của bạn. Băng đảng các bạn đó chính là màu xanh. Và băng đảng này nó là băng đảng màu cam. Và tiếp tục như thế các bạn sẽ làm nhiệm vụ tiếp theo trong thời gian này. Ok. Rồi và bây giờ thì mình sẽ sang tới game cuối cùng. Milikas. Let's go. Building, terrain. Các bạn sẽ phải đợi một chút nữa.
download game rồi. Tựa này không biết thay đổi gì đây. Let's go. Wow, hiện tại là buổi tối. Không hiểu sao tựa game mà không có tiếng game. Buổi tối thì có rất nhiều yêu quái sẽ ra các bạn nhé. Yêu quái dưới nước này. Và yêu quái trên cạn. Và đây thì mình hiện tại đang là thân cô thế cô. Oh my gosh, đang bị le. Ở đây trước mắt thì các bạn cứ phải chạy khỏi những con yêu quái ở đây đã. Có thể các bạn sẽ phải xuống nước. Mình sẽ phải đi tìm một thứ, đó chính là những rừng cây. Đây rồi, ngôi nhà của mình đi rồi. Ok. Chạy vào ngôi nhà thôi. Hiện tại thì ngôi nhà này thì mới có những chiếc vách thôi. Phá cái này đi. Không hiểu sao mình lại mất hết đồ đi rồi. Các bạn sẽ phải học và chế những cái này ra. Để tạo ra những đồ, sau đó thì các bạn sẽ tiêu diệt những con quái thú ở đây. Hiện tại đang thiếu gỗ để các bạn chế ra những món đồ. Trước mắt thì các bạn sẽ phải đi. Nhưng mà thôi, trước mắt các bạn sẽ phải trốn vào trong này đó. Sau đó thì sẽ ẩn tích vào đây. Oh my gosh, lổ luôn. What? Oh man, wow. Đi rồi, oh my gosh, wow. Rồi ok, và mình xin phép dừng clip tại đây. Hẹn gặp lại các bạn trong clip tiếp theo.